Xin kính chào quý vị khán giả. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Nội dung chi tiết sẽ được chúng tôi gửi đến quý vị và các bạn ngay sau đây. Mỹ không muốn xung đột với Iran. Theo Wall Street Journal, tại phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Israel kêu gọi trừng phạt Iran vì vụ phóng hơn 300 tên lửa, máy bay không người lái UAV vào lãnh thổ nước này. Tehran tuyên bố đáp trả mọi đe dọa. Trong khi đó, điều phối viên phụ trách truyền thông chiến lược tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby tuyên bố Mỹ không muốn ra vào cuộc chiến với Iran. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình CNN khi được hỏi liệu chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden có ủng hộ chiến dịch đáp trả trực diện của Israel nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran hay không, ông Kirby quả quyết, như Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần tuyên bố, chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến lan rộng hơn trong khu vực. Chúng tôi không tìm kiếm một cuộc chiến với Iran. Trước đó, các phương tiện thông tin đại chúng Mỹ dẫn thông tin từ giới chức Nhà Trắng xác nhận, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Tổng thống Biden đã khẳng định Mỹ sẽ không tham gia hoặc hỗ trợ bất kỳ chiến dịch tấn công nào của Israel nhằm vào Iran. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động và lên án hành vi tấn công của Iran. Đại sứ Erdan cáo buộc Tehran vi phạm luật pháp quốc tế và phát đoạn video trên máy tính bảng cho thấy cảnh Israel đánh chặn UAV của Iran phía trên khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Đáp lại Đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc Ami Saeed Iravani tuyên bố nước này đang thực hiện quyền tự vệ vốn có. Ông Ami Saeed Iravani cho rằng Hội đồng Bảo an đã thất bại trong nhiệm vụ duy trì hòa bình và an ninh quốc tế khi để xảy ra cuộc tập kích tòa lãnh sự trong khu sứ quán Iran ở Syria. Israel duy trì cảnh giác cao sau vụ tấn công của Iran. Trước những đòn tập kích đáp trả của Iran, quân đội Israel cho biết vẫn duy trì cảnh giác cao sau vụ tấn công quy mô lớn nhằm vào quốc gia này. Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Israel, ông Daniel Hagari nhấn mạnh quân đội Israel vẫn đang duy trì cảnh giác cao và đánh giá tình hình. Ông Hagari cũng cho biết quân đội Israel đã thông qua các kế hoạch tấn công cũng như phòng vệ. Cùng ngày, nội các chiến tranh của Israel đã nhóm họp để thảo luận về vụ tấn công của Iran nhằm vào quốc gia này. Tuy nhiên, kế hoạch trả đũa Tehran đã gây chia rẽ trong nội các của Israel. Các nguồn thạo tin cho biết phần lớn các bộ trưởng tán thành cuộc phản công, nhưng bất đồng nội bộ vẫn tồn tại liên quan đến vấn đề thời điểm và quy mô của hành động trả đũa. Dự kiến nội các chiến tranh của Israel sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận về vấn đề này. Cũng trong ngày 14 tháng 4, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz, người cũng là thành viên chủ chốt của nội các chiến tranh của nước này cho biết Iran sẽ phải chịu sự đáp trả của Israel vào thời điểm và bằng cách phù hợp. Theo lực lượng phòng vệ Israel IDF, Iran đã tiến hành gần 350 cuộc tấn công vào Israel, bao gồm các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và máy bay không người lái. Phần lớn các vụ tấn công này đã bị Israel và các đồng minh đánh chặn. Trước đó, phía Iran tuyên bố cuộc tấn công của nước này vào lãnh thổ Israel đã đạt được các mục tiêu và Tehran không có ý định tiếp tục hoạt động này. Các bên đạt được điều gì sau khi Iran trả đũa Israel? Thông tấn xã Việt Nam dẫn nguồn tin từ đài truyền hình CNN cho biết, khi hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa đồng loạt tấn công hướng về phía Israel vào sáng ngày 14 tháng 4, cùng với sự hỗ trợ từ các đồng minh, hệ thống phòng thủ đa lớp của nước này đã đánh chặn được 99% số vũ khí và ngăn chặn những tổn thất nghiêm trọng có thể xảy ra. Trước đó, hình ảnh của quân đội Israel như một cường quốc quân sự trong khu vực đã phải chịu một đòn giáng nặng nề khi để lực lượng được trang bị kém hơn như Hamas tấn công xuyên biên giới vào ngày 7 tháng 10 năm 2023, khiến hơn 1.000 người thiệt mạng và hàng trăm người bị bắt giữ làm con tin. Theo phóng viên chuyên các vấn đề Trung Đông của hãng tin AP Tia Goldenberg, kết quả phản ứng trước cuộc tấn công của Iran có thể sẽ khôi phục niềm tin vào quân đội Israel, ngay cả khi lực lượng của nước này đang dồn sức chiến đấu ở Gaza sau hơn 6 tháng phát động chiến dịch quân sự và tuyên chiến với Hamas tại đây. Bên cạnh đó, Israel cũng được lực lượng liên minh giúp đẩy lùi cuộc tấn công của Iran. Đây là một sự ủng hộ rất cần thiết vào thời điểm Israel đang bị cô lập nhất vì những lo ngại xung quanh hành động của nước này trong cuộc chiến đối với Hamas, bao gồm cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng nghiêm trọng và số người chết gia tăng ở Gaza. Iran từng nhiều lần tuyên bố họ sẽ đáp trả cuộc không kích của Israel vào Đại sứ quán Iran ở Damascus vào ngày 1 tháng 4 khiến hai tướng lĩnh cấp cao nước này thiệt mạng. Màn đáp trả là bằng chứng Iran cho công dân nước mình thấy rằng họ sẽ không khoanh tay đứng nhìn khi bị tấn công và rằng họ rất nghiêm túc khi tung ra lời đe dọa đáp trả. Với cuộc tấn công, Iran có thể khẳng định năng lực quân sự gieo rắc nỗi sợ hãi cho một số người Israel và gây ra một số quyết định gián đoạn cuộc sống của nhiều người Israel như đóng cửa trường học.
Rõ ràng thiệt hại mà cuộc tấn công của Iran gây ra cho Israel không lớn và Iran cũng chủ đích giảm thiểu thương vong. Ngoài ra, sau khi phóng máy bay không người lái và tên lửa, Iran cho biết cuộc tấn công đã kết thúc và kêu gọi Israel không đáp trả. Mỹ củng cố hình ảnh sát cánh cùng Israel. Các nguồn tin quan chức Mỹ cho biết lực lượng nước này đã đánh chặn hơn 70 máy bay không người lái và ít nhất 3 tên lửa đạn đạo trong cuộc tấn công của Iran vào Israel rạng sáng ngày 14 tháng 4. Việc đóng vai trò chủ chốt trong việc đẩy lùi cuộc tấn công đã chứng minh cho các đồng minh trên khắp thế giới thấy sức mạnh và độ tin cậy của sự hỗ trợ của Mỹ, theo thông tin từ báo tin tức. Giờ đây, Israel sẽ phải cân nhắc xem có nên thực hiện các cuộc đáp trả hay không trong bối cảnh liên minh Mỹ-Israel đang được thử thách khi chính quyền Tổng thống Joe Biden tìm cách gây ảnh hưởng lên Israel và ngăn cản nước này hành động làm trầm trọng thêm xung đột. Kể từ khi phát động cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023, phong trào Hồi giáo Hamas luôn hy vọng các đối tác trong khu vực có thể hỗ trợ họ và đưa cuộc chiến lan rộng hơn. Trong khi một số nhóm bao gồm lực lượng Hezbollah ở Liban và Houthi ở Yemen đã hành động như vậy thì Iran vẫn chưa chính thức trực tiếp tham gia vào vòng xoáy căng thẳng trong khu vực cho đến cuộc trả đũa ngày 14 tháng 4. Hamas có thể hy vọng cuộc tấn công này là loạt đạn đầu tiên trong động thái can dự sâu hơn của Iran vào cuộc chiến ở Gaza. Ít nhất cuộc tấn công của Iran có thể thúc đẩy Hamas kiên trì tham gia các cuộc đàm phán hiện tại về lệnh ngừng bắn. Hy vọng sức ép quân sự ngày càng tăng đối với Israel có thể khiến nước này chấp nhận các điều khoản của mình để tiến tới một thỏa thuận. Israel dọa đánh trả Iran sau vụ tấn công ngày 13 tháng 4. Ngay sau khi Iran mở cuộc tấn công vào Israel, nước này đã có phản ứng mạnh mẽ. Theo đó, Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, đăng trên mạng xã hội X, trước đây là Twitter, sáng ngày 14 tháng 4 cho biết nếu cuộc tấn công của Iran xuất phát từ lãnh thổ của họ, Israel sẽ đáp trả và tấn công mục tiêu ở Iran, đồng thời gắn thẻ tên tài khoản của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei dưới bài viết. Trên trường quốc tế, phương Tây cũng đồng loạt lên tiếng về vụ tập kích vừa qua. Trong thông báo ngày 13 tháng 4, theo giờ Mỹ, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ Steve Scalise cho biết Hạ viện Mỹ sẽ thay đổi lịch trình để xem xét dự luật hỗ trợ Israel và buộc Iran phải chịu trách nhiệm sau khi Tehran phát động tấn công Israel. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Anh Sunak nói rằng những cuộc tấn công này có nguy cơ gây căng thẳng và gây bất ổn cho khu vực, tái khẳng định Anh sẽ tiếp tục bảo vệ an ninh của Israel và của tất cả đối tác khu vực bao gồm Jordan và Iraq. Ngoại trưởng Pháp Stéphanie Sejoni thì nhấn mạnh đây là cấp độ mới về căng thẳng an ninh. Ông cho rằng Iran đang liều lĩnh trong hành động leo thang quân sự, đồng thời nhắc lại cam kết của Pháp đối với an ninh của Israel. Cùng ngày, đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Joseph Borrell cho rằng các cuộc tấn công của Iran vào Israel là sự leo thang chưa từng có và đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh khu vực. Cũng theo thông báo ngày 13 tháng 4, theo giờ Mỹ, lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện Mỹ Steve Scalise cho biết Hạ viện Mỹ sẽ có thay đổi lịch trình để xem xét dự luật hỗ trợ Israel và buộc Iran phải chịu trách nhiệm sau khi Tehran phát động tấn công Israel. Không rõ liệu ông Scalise đang đề cập đến một dự luật riêng để hỗ trợ Israel hay dự luật chi tiêu bổ sung trị giá 95 tỷ USD, bao gồm 14 tỷ USD phân bổ cho Israel cùng với 60 tỷ USD cho Ukraine và đồng minh châu Á của Mỹ. Trước đó, gói viện trợ nêu trên đã được Thượng viện Mỹ thông qua với 70% vào tháng 2 vừa qua, nhưng đã bị phe Cộng hòa cản trở tại Hạ viện Mỹ, phần lớn là do họ phản đối việc tài trợ thêm cho Ukraine. Ở bên kia chiến tuyến, Bộ Quốc phòng Iran mới đây phát đi thông báo yêu cầu các nước không mở không phận để cho phép Israel tấn công vào lãnh thổ nước này, nếu không sẽ nhận được đáp trả mạnh mẽ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Phương Ly rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của báo Sài Gòn Giải Phóng. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào và hẹn gặp lại!